Chào các em học sinh lớp 12 đã đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Cô là Vũ Thị Uyển, giáo viên trường Trung học phổ thông Tiên Lữ. Cô chúc các em có nhiều buổi học có ý nghĩa. Các em thân mến, có một nhà văn mà khi qua đời trên bia mộ của ông đã được khắc ghi một bài thơ. Anh yêu mùa thu hơn tất cả. Những chiếc lá nhuộm vàng những cây bông vải, những chiếc lá trôi theo những dòng cá hồi và ở phía trên kia những ngọn đồi, những khoảng trời cao xanh lộng gió và giờ đây anh mãi mãi là một phần của nó. Đó là bài thơ được khắc ghi trên bia mộ của nhà văn Hemingway, một nhà văn Mỹ đã được nhận giải thưởng Nobel về văn học. Và một trong tác phẩm làm nên tên tuổi của ông là Ông già và biển cả. Trong tác phẩm, nhà văn đã đặt ra rất nhiều những vấn đề có ý nghĩa, nhất là với các em, thì đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Trong khuôn khổ một tiết học, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một trong những đoạn trích tiêu biểu của tác phẩm Ông Già và Biển Cả. Để từ đoạn trích, chúng ta sẽ nhận ra những vấn đề có ý nghĩa mà nhà văn đã trao gửi trong tác phẩm. Sau đây, cô mời các em mở sách giáo khoa, chuẩn bị vở ghi và tâm thế để chúng ta bước vào bài học. Bài học của chúng ta hôm nay bao gồm 3 phần. Phần 1 tìm hiểu chung, phần 2 hướng dẫn học bài, phần 3 vận dụng. Trong phần tìm hiểu trong phần hướng dẫn học bài, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 câu hỏi trong xeo khoa. Câu 1, câu 2, câu 4. Câu 3 và phần luyện tập đã theo chương trình giảm tải, giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Sau đây, cô mời các em bước vào bài học. Trước hết, chúng ta tìm hiểu phần tìm hiểu chung. Phần 1 nhỏ tác giả. Cô mời các em dở sách giáo khoa và chú ý cho cô giáo phần đoạn 1 trong phần tiểu dẫn sách giáo khoa để xác định những nét chú ý về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Hemingway. Ở phần này, cô giáo lưu ý các em những nét như sau về cuộc đời và con người. Hemingway tên đầy đủ là Ernest Hemingway, sinh năm 1899, mất năm 1961. Trước khi đến với văn chương, Hemingway bắt đầu bằng nghề viết báo và làm phóng viên mặt trận. Sự nghiệp báo chí và phóng viên mặt trận đã tôi rèn ở Hemingway, một bản lĩnh cứng còi, một phong cách viết sống động, mãnh liệt. Ông sống 62 năm của cuộc đời và trong 62 năm ấy, ông đã đi nhiều nơi, đã đấu tranh vì hòa bình của nhân loại, đã gắn bó sâu sắc với đất nước và con người Cuba. Năm 1954, ông được nhận giải thưởng Nobel về văn học. Những nét nổi bật về cuộc đời và con người đã in đậm và đổ bóng trong các sáng tác của ông. Cô mời các em chuyển sang phần B về sự nghiệp văn học. Theo dõi trong sách khoa, các em có thể thấy Hemingway đã viết rất nhiều những tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau, có những tác phẩm trở thành đỉnh cao của văn học thế giới. Vậy trong những tác phẩm ấy đã thể hiện những nội dung nào? Ở chỗ này cô giáo chú ý các em hai nét như sau. Những sáng tác của Hemingway đã thể hiện tình yêu với sự phiêu lưu mạo hiểm, đã cổ vũ, nồng nhiệt và chân thành những ai kiên trì đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của con người. Vậy thì những tác phẩm của Hemingway đã được sáng tác dựa trên quan niệm nào? Có thể nói, quan niệm của Hemingway được thể hiện ở một câu văn rất ngắn gọn. Viết một áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người. Và quan niệm sáng tác này của Hemingway đã được cụ thể hóa bằng nguyên lý sáng tác tảng băng trôi. Nguyên lý ấy sau này đã trở thành một tiêu chí đặc biệt cho lối viết văn của thế kỷ 20. Với Hemingway, mỗi tác phẩm như một tảng băng trôi với 7 phần chìm và một phần nổi. Nguyên lý này được thể hiện ở chỗ lối viết giản dị lược bỏ những điều không cần thiết, tập trung miêu tả cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật thông qua độc thoại nội tâm, xây dựng hình tượng nhân vật, xây dựng hình tượng có nhiều sức gợi để người đọc tự rút ra những ẩn ý. Với quan niệm ấy, với nguyên lý ấy đã thể hiện được bản lĩnh, tài năng, sự say mê sáng tạo và tìm tòi của nhà văn Hemingway để Hemingway có dấu ấn sâu sắc trong văn xuôi hiện đại phương Tây góp phần đổi mới lối viết truyện và tiểu thuyết của nhiều thế hệ nhà văn trên thế giới. Giải thưởng Nobel về văn học chính là minh chứng cho tài năng và những sáng tạo nghệ thuật ấy của Hemingway. Để thuận lợi cho việc tìm hiểu đoạn trích, cô xin mời các em tìm hiểu phần hai nhỏ về tác phẩm Ông già và biển cà. Theo dõi vào xe khoa để các em xác định cho cô giáo hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Tác phẩm được viết năm 1952. Sau khoảng 10 năm Hemingway gắn bó với đất và con người Cuba. Chúng ta chuyển sang phần B, tóm tắt tác phẩm. Ông già và biển cả xoay xung quanh cuộc săn bắt cá của ông lão ngư phủ Santiago trong vòng 3 ngày 2 đêm. Và tóm tắt tác phẩm này thì các em chú ý cho cô giáo 6 sự kiện như sau sau nhiều ngày không bắt được con cá nào ông lão quyết định ra khơi lần này lão đi thật xa đến tận vùng giếng lớn thả câu và chờ đợi khoảng trưa cùng ngày con cá kiếm cắn câu rồi nó lôi cả thuyền cùng ông lão trôi theo hướng tây bắc sang ngày thứ ba con cá bắt đầu lượn vòng lão cố kéo con cá vào sát thuyền và phóng lao giết chết con cá lão cắt dây, buộc con cá kiếm vào mạn thuyền. Rồi lão dương buồm và cùng con cá kiếm quay về đất liền. Sau một giờ, lũ cá mập tấn công. Chúng chỉ để lại một bộ xương đồ sộ trắng hếu của con cá khổng lồ. Về đến lều, ông lão mệt mỏi và ngủ mơ về con sư tử. Vậy thì từ nội dung, từ cốt truyện vừa rồi, các em có thể xác định được nội dung và những giá trị nghệ thuật của tác phẩm Ông già và biển cả. Cô mời các em theo dõi vào đoạn 2 trong phần tiểu dẫn để xác định những giá trị đặc biệt về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Ông già và biển cả. Cô giáo nhấn mạnh những nét nổi bật như sau. Về nội dung, Ông già và biển cả là hành trình chinh phục con cá lớn, cũng là hành trình chinh phục ước mơ lớn lao, khát vọng của con người thể nghiệm về thành công, thất bại của người nghệ sĩ đơn độc theo đuổi ước mơ sáng tạo rồi trình bày trước cuộc đời. Thứ ba, tác phẩm thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Về nghệ thuật, tác phẩm được viết theo nguyên lý sáng tác tảng băng trôi với lối viết giản dị chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, biểu tượng và ẩn dụ. Tác phẩm đậm chất thơ, giàu màu sắc huyền thoại và chất anh hùng ca với những nét nổi bật về nội dung và nghệ thuật như thế. Ông già và biển cả là một bản anh hùng ca, ca ngợi về vẻ đẹp và khát vọng của con người, trở thành một trong những đỉnh cao của sự nghiệp sáng tác Hemingway. Cô xin mời các em chuyển sang phần ba nhỏ, đoạn trích. Dựa vào phần tóm tắt tác phẩm, các em hãy xác định vị trí của đoạn trích đoạn trích kể về quá trình chinh phục con cá của ông lão santiago vì vậy mà chúng ta dễ dàng xác định được đoạn trích chúng ta được học nằm ở phần cuối của tác phẩm theo chương trình giảm tài của bộ chúng ta tập trung vào phần tóm tắt đoạn trích và tìm hiểu ba câu hỏi trong xe khoa vì vậy mời cô giáo xin mời các em mở xe khoa đọc phần văn bản và tóm tắt đoạn trích ở đây cô giáo tập trung vào phần tóm tắt đoạn trích và gợi ý các em những sự việc như sau. Sang ngày thứ ba, con cá bắt đầu lượn vòng và lượn vòng nhiều lần. Bằng kinh nghiệm và sự khéo léo, lão thận trọng thu dây câu. Nhưng lão biết vòng tròn còn khá lớn, con cá hãy còn xa tầm tay của lão. Từng chút một, lão cố gắng thu hẹp vòng lượn của con cá và phát hiện rằng nó đã thấm mệt. Đến vòng lượn thứ ba, lần đầu tiên lão thấy con cá như một cái bóng đen lướt qua dưới con thuyền. Lão trông thấy rõ hơn khi nó mấp mé mặt nước. Đến mấy vòng lượn sau, con cá tiến gần mạn thuyền. Dù đã kiệt sức, lão vẫn dẫm chân giữ dây câu, rồi dốc toàn lực, phóng lao, đâm vào chỗ hiểm giết chết được con cá. Máu cá loang ra nhuộm sẫm cả vột vùng nước chung quanh. Con cá chết thẳng đơ, trắng bạc và bồng bềnh theo sóng. Không thể đưa con cá lên thuyền vì nó quá lớn. Lão cẩn thận buộc nó dọc theo buồm, dọc theo thuyền dương buồm về bến. Đoạn trích dừng lại ở đây. Như vậy, đoạn trích kể về cuộc chinh phục con cá kiếm của ông lão Santiago có thể nói với người ngư phủ con cá kiếm, những con cá lớn như thế này chính là ước mơ là khát vọng bởi chỉ có như thế mới xứng đáng với những nỗ lực mà họ đã trải qua những ngày lênh đênh trên đại dương và vì thế mà nhà văn Hemingway đã dụng công miêu tả cuộc chinh phục con cá kiếm của lão Santiago để từ cuộc chinh phục ấy nhà văn đặt ra vấn đề con người biến ước mơ trở thành hiện thực, về ý chí, nghị lực và bản lĩnh của con người, về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Tìm hiểu câu hỏi, trả lời câu hỏi số 1, 2 và 4 trong phần hướng dẫn học bài. Có nghĩa là cô trò chúng ta đã tập trung vào nội dung của đoạn trích. Cô xin mời các em chuyển sang phần 2 la mã hướng dẫn học bài. Cô mời các em chú ý vào phần vào câu hỏi thứ nhất trong xeo khoa trang 135. Đọc cho cô giáo câu hỏi thứ nhất và xác định những yêu cầu của đề bài. Câu 1. Hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đoạn văn gợi những đặc điểm gì về cuộc đấu của ông lão và con cá kiếm. Các em hãy xác định cho cô giáo những yêu cầu của câu hỏi. Nhìn vào câu hỏi, thì các em có thể xác định được hai yêu cầu yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải xác định được hình ảnh những vòng lượn được tác giả nhắc nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đoạn trích và thứ hai là từ hình ảnh những vòng lượn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế các em hãy nhận xét về cuộc đấu giữa ông lão và con cá kiếm về câu hỏi này cô giáo có những gợi ý như sau Thứ nhất, các em hãy theo dõi vào xeo khoa trang 127, 128 và xác định cho cô giáo những chi tiết mà nhà văn đã miêu tả về hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm. Theo dõi ở những trang sách đó thì các em có thể thấy trong đoạn trích nhà văn đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần hình ảnh những vòng lượn. Có khi đó là vòng tròn rất lớn, có khi nó lượn đến những chỗ xa nhất rồi chậm rãi lượn vòng đến 2 giờ sau hoặc lượn ra, lượn đi, lượn lại. Đây đều là những vòng lượn lớn, dẻo dai, liên tục và ở nhiều mức độ khác nhau. Có khi xa, khi gần, khi rộng, khi hẹp, khi nhanh, khi chậm, có lúc lại đột ngột lượn vòng. Vậy thì theo các em việc nhà văn tập trung vào miêu tả những vòng lượn của con cá để nhằm mục đích gì cô giáo mời các em chuyển sang ý thứ hai đó là từ những vòng lượn để chúng ta tìm hiểu về cuộc đấu của ông lão đối thủ của ông lão là con cá kiếm vậy thì từ việc miêu tả hình ảnh những vòng lượn của con cá kiếm trước hết Nhà văn đã khắc họa rõ nét về đối thủ của ông lão. Vậy thì từ những vòng lượn ấy, con cá kiếm hiện lên như thế nào? Các em chú ý phần kết vừa rồi của cô giáo, đó là những vòng lượn liên tục, dẻo dai, bất ngờ, đặc biệt đó là những cái vòng lượn rất lớn. Vậy thì từ những vòng lượn lớn như thế, để chúng ta hình dung một con cá kiếm với vóc dáng lớn lao, với sức mạnh dẻo dai kiên cường, khôn ngoan, không dễ gì khuất phục. Dù nó đã bị mắc câu, nhưng nó vẫn quần quẫy, quật mạnh, kiên cường chống trả. Nó dùng nhiều chiến thuật để nhằm đánh lừa đối phương, hòng thoát khỏi sợi dây câu của ông lão. Mặt khác, từ hình ảnh con cá kiếm, từ vòng lượn của nó, nhà văn còn cho chúng ta thấy được rõ được về thời điểm và tư thế tinh thần của ông lão Santiago. Như kem trở lại cho cô giáo với phần tóm tắt đoạn trích thì thấy rất rõ ràng sang ngày thứ ba con cá bắt đầu lượn vòng. Điều đó có nghĩa là cuộc đấu của ông lão đã bắt đầu sang ngày thứ ba đồng nghĩa với việc ông đã trải qua hai ngày Hai, lê, hai đêm lênh đênh giữa đại dương, mênh mông sóng nước. Hình ảnh những vòng lượn ấy còn cho chúng ta thấy rõ hơn, nhiều hơn về sức lực, tinh thần và tư thế của ông lão. Cô lại mời các em theo dõi và xe khoa để tìm hiểu cho cô giáo những chi tiết. Thấy rõ được sự tác động của những vòng lượn lớn, dẻo dai của con cá kiếm đã ảnh hưởng như thế nào đến sức lực của ông lão. Ở chỗ này thì các em có thể thấy tìm thấy một số chi tiết như sau. Cô giáo có thể gợi ý này. Trong tác phẩm, nhà văn miêu tả những vòng lượn của con cá đã nhiều lần làm cho lão chóng mặt, choáng váng và điều ấy khiến lão sợ. Thậm chí lão nghĩ chưa bao giờ mình mệt như thế này và còn nhiều chi tiết nữa. Vậy thì những chi tiết ấy nói lên điều gì về sự tác động của những vòng lượn đối với ông lão? Những vòng lượn của con cá đã khiến cho ông lão Santiago kiệt cùng sức lực, đồng thời cũng gợi ra những nhọc nhằn, gian khổ, thách thức nhiều bất lợi với người ngư phủ này. Có lẽ, với một ông lão đã gắn bó nhiều năm với đại dương, đã coi những chuyến ra khơi là ý nghĩa của cuộc đời thì việc những gian khổ, những khó khăn như thế này không phải xa lạ. Vậy mà những vòng lượn của con cá đã làm cho ông lão tưởng như sụp đổ. Cuộc đấu ở đây thật căng thẳng và cam go. Vậy thì sức lực cạn kiệt có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần đến tư thế ý chí của ông lão santiago không các em lại chú ý đến những lời độc thoại của ông lão santiago được bắt đầu hoặc là lão nghĩ hoặc là lão nói để các em thấy rõ được đời sống tinh thần của ông lão tư thế của ông lão sau sự suy kiệt về sức lực chẳng hạn như sau ta cảm thấy đỡ hơn nhiều chỉ hai bao vòng nữa thôi thì ta sẽ có nó hoặc tao sẽ tóm mày ở đường lượn có lúc mình không biết nhưng mình sẽ cố thêm lần nữa vậy thì các em thấy được điều gì ở ông lão từ những lời độc thoại nội tâm này đây là những lời độc thoại nội tâm nhưng cũng là những lời tự nhủ tự động viên của ông lão santiago những lời tự nhủ ấy cho thấy tuy sức lực đã cạn kiệt nhưng ông lão vẫn có niềm tin đó là niềm tin vào bản thân niềm tin vào khả năng có thể chiến thắng con cá đồng thời trong những lời độc thoại ấy chúng ta còn thấy ông lão đã có sự phán đoán phân tích tình hình để có giải pháp chiếm khống chế và chiếm lĩnh con cá một cách hiệu quả nhất ngoài ra các em cũng có thể tìm thấy rất nhiều những cái hành động của ông lão để thấy rõ ông lão đã vượt lên hoàn cảnh như thế nào. Vậy thì rõ ràng sức lực cạn kiệt nhưng ông lão Santiago vẫn có niềm tin, vẫn có sự kiên trì, bền bỉ, vẫn có ý chí, nghị lực để vượt qua hoàn cảnh. Sự khó khăn của hoàn cảnh, sự suy kiệt về sức lực không làm cho ông lão Santiago gục ngã. Ông lão đã chiến thắng. Ông chiến thắng bản thân, chiến thắng đối thủ. Vậy thì, qua hình ảnh những vòng lượn, các em đã thấy được phần nào về cuộc đấu của ông lão. Có thể nói, đó là một cuộc đấu căng thẳng, rằng co ở nhiều thế bất lợi với ông lão và từ cuộc đấu ấy, từ cuộc đấu ấy, chúng ta có thể thấy được đây chính là ẩn dụ về hành trình gian khổ của con người trong quá trình thực hiện khát vọng lớn lao. Và cũng qua cuộc đấu ấy, nhà văn đã khắc chạm trong lòng người đọc hình ảnh về người ngư phủ. Đó là một ông lão lành nghề, có ước mơ, mưu trí, có niềm tin và nghị lực cô cũng hy vọng từ câu hỏi thứ nhất các em rút ra được những ý nghĩa sâu sắc cho bản thân mình trong quá trình thực hiện ước mơ. Cô xin mời các em chú ý cho cô giáo vào câu hỏi thứ hai trong xe giáo khoa. Câu hỏi số 2. Cảm nhận về con cá kiếm tập trung vào những giác quan nào của ông lão? Chứng minh rằng những chi tiết này gợi lên một sự tiếp nhận từ xa đến gần, từ bộ phận đến toàn thể trước hết các em cũng xác định cho cô giáo những yêu cầu mà câu hỏi đã đặt ra trong câu hỏi này cũng có hai yêu cầu yêu cầu thứ nhất các em hãy xác định những giác quan ông lão đã huy động để cảm nhận con cá và thứ hai là từ việc xác định được những giác quan ấy các em chứng minh rằng ông lão đã huy động những giác quan ấy để tiếp nhận con cá từ xa đến gần từ bộ phận đến toàn thể và với câu hỏi này cô có một số gợi ý như sau thứ nhất cảm nhận của ông lão về con cá kiếm tập trung vào hai giác quan xúc giác và thị giác thứ hai những giác quan này của ông lão đều có sự tiếp nhận từ xa đến gần từ bộ phận đến toàn thể và để làm rõ điều này cô giáo hướng dẫn cách các em chứng minh chứng minh một vấn đề. Trước hết, ông lão đã cảm nhận con cá bằng xúc giác. Và sự cảm nhận bằng xúc giác của ông lão được thể hiện tập trung ở hình ảnh bàn tay. Khi con cá từ xa, thì bàn tay của ông lão mỗi lúc một đau đớn khi phải níu kéo, phải ghi sợi dây bởi những vòng lượn lúc thì xa, khi lại gần, lúc thì rộng, khi lại hẹp rất đột ngột của con cá để từ sự cảm nhận của nơi bàn tay mà ông lão đã hình dung được những cử động sức mạnh và vóc dáng của đối thủ cho đến khi con cá đến gần cũng đôi bàn tay ấy ông lão từ việc cầm cán lao mà cảm thấy được mũi sắt đã cắm thập vào con cá sau đó ông lão dùng tì người lên và dồn hết trọng lực để chúng phóng chúng vào tim con cá một cách rất dứt khoát và chính xác sự cảm nhận về xúc giác này chỉ có ở một lão ngư phủ lành nghề điêu luyện và có sức mạnh và chúng ta lưu ý rằng đó là sức mạnh của tinh thần sức mạnh của nội lực ngoài cảm nhận con cá bằng xúc giác nhà ông lão còn cảm nhận con cá bằng thị giác từ xa ông lão nhận diện đối thủ của mình qua đường bơi nghiêng qua hướng lượn vòng qua những cú quật để từ sự cảm nhận từ xa ấy ông lão đã hình dung con cá lúc này rất sung sức nó đang tìm cách thoát khỏi lưỡi câu cho nên mình không thể đấu sức mà còn phải dùng trí cho đến khi gấn gần sau rất nhiều vòng lượn chiến đấu với người ngư phủ lành nghề có ý chí có nghị lực con cá đã dần mệt mỏi nhưng vòng lượn của nó đã dần bị ông lão chinh phục và làm chủ và khi con cá đến gần ông lão đã phát hiện từ bộ phận đến toàn thể của nó cái đuôi lớn hơn chiếc lưỡi hái lớn Màu tím hồng dựng trên mặt đại dương xanh thầm Cánh vi trên lưng xếp lại Bộ vây to sụ bên sườn xòe rộng Nhưng bộ phận của con cá ấy Đã làm nên vẻ đẹp kiêu xa Hùng dũng và kỳ vĩ của con cá giữa đại dương mênh mông để rồi khi phát hiện ra vẻ đẹp kiêu sa, hùng tráng và kỳ vĩ của con cá, ông lão đã không khỏi bất ngờ. Khi quyết định ra khơi, mong muốn của ông lão là chinh phục được một con cá lớn. Giờ đây, đối thủ của ông lão không chỉ là một con cá lớn mà còn mang vẻ đẹp kiêu sa, hùng dũng. Để từ vẻ đẹp của con cá đã thôi thúc ông lão quyết tâm chinh phục. Ông đã tìm mọi cách thu dây và kéo con cá vào gần mạn thuyền. Đến nỗi tưởng như xây sầm đến mặt mày, tưởng như sụp đổ và ông đã dồn tất cả sức lực để phóng lao và chính giây phút khi mũi lao cắm phập vào trái tim của con cá thì cũng là lúc ông đã được chiêm ngưỡng tận mắt thấy được vẻ đẹp tầm vóc của con cá khi mũi lao phóng xuống con cá sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước và lúc này ông lão thấy được tầm vóc vẻ đẹp sức lực vẻ đẹp mà ông lão đã theo đuổi đến suy kiệt về sức lực, đến đau đớn về thể xác. Cho đến khi con cá nằm ngửa, phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời. Chỗ này đồng nghĩa với việc ước mơ của ông lão đã trở thành hiện thực. Những gian khổ, những khó khăn của ông lão đã được đền đáp một cách xứng đáng. Như vậy sự cảm nhận của ông lão về con cá được tập trung ở hai giác quan thị giác và thính giác, từ xa đến gần, từ bộ phận đến toàn thể, nghĩa là sự cảm nhận của con của ông lão về con cá mỗi lúc một trực tiếp và mãnh liệt, theo trình tự của cuộc đấu cũng là hành trình thực hiện ước mơ. Để từ đó khẳng định rằng con đường đi đến với ước mơ của mỗi người không bằng phẳng không dễ dàng để thực hiện được ước mơ con người phải trải qua rất nhiều vất vả và đòi hỏi con người phải nỗ lực phải quyết tâm chiến thắng của ông lão ở đây không phải ngẫu nhiên may mắn chiến thắng của ông lão ở đây là kết quả của mồ hôi của công sức của sức sống tiềm tàng bất diệt và của lòng dũng cảm Thực ra, ở trong đoạn trích này, ông lão không chỉ cảm nhận con cá bằng xúc giác, bằng thị giác, mà ông lão còn cảm nhận con cá bằng cả cảm xúc, bằng cả cả trái tim để phát hiện trong con cá chứa đựng rất nhiều vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Nhưng nội dung này các em sẽ tự học ở trong câu hỏi số 3. Tiếp theo, cô xin mời các em đọc câu hỏi số 4 để chúng ta thực hiện yêu cầu so sánh hình tượng con cá kiếm trước và sau khi ông lão chiếm được nó điều này gợi cho anh chị suy nghĩ gì vì sao có thể coi con cá kiếm là một biểu tượng trong câu hỏi này đặt ra ba yêu cầu các em có thể xác định được rất rõ ràng ở đây để trả lời được câu hỏi này Cô giáo xin mời các em trở lại với nội dung kiến thức mà vừa rồi chúng ta đã thực hiện ở trong câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2. Trước hết, ở nội dung thứ nhất, cô giáo gợi ý như sau. Các em hãy lập một bảng so sánh để chúng ta thấy rõ được hình ảnh con cá kiếm trước khi ông lão chiếm được nó và sau khi ông lão chiếm được. Trước khi bị chinh phục con cá kiếm có tầm vóc khổng lồ, có sức mạnh oai phong, hùng dũng, bản lĩnh ngoan cường không dễ gì khuất phục. Chỗ này chúng ta đã thấy làm rõ qua hình ảnh những vòng lượng của nó. Trước khi bị trước khi bị chinh phục thì con cá kiếm còn mang vẻ đẹp kỳ vĩ, tráng lệ là hiện thân vẻ đẹp của biển cả của thiên nhiên. Màu tím hồng cùng với những sọc tía trên thân mình của con cá đã hòa với màu xanh thẫm của đại dương làm nên một bức tranh tuyệt đẹp của biển gà và ở chỗ này thì con cá thực sự trở thành một biểu tượng về ước mơ về khát vọng lớn lao của ông lão vậy thì sau khi được bị ông lão chiếm lĩnh thì con cá như thế nào Chỗ này các em lại trở lại với câu hỏi số 2 mà vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu. Đặc biệt là vào cái giây phút ông lão phóng lao. Sau khi bị ông lão chinh phục, hình ảnh con cá hiện lên với những chi tiết như sau. Nó nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc lên trời, thẳng đơ, da cá màu tía ánh bạc sang màu trắng bạc, mắt nó trông rừng rưng. Nếu trước khi bị chinh phục nó đẹp lộng lẫy tiêu xa hùng dũng bao nhiêu thì giờ đây qua những chi tiết này các em có thể thấy con cá kiếm có màu sắc nhợt nhạt và có tư thế của kẻ thất bại vậy thì đấy chính là sự khác nhau về ngày con cá kiếm trước và sau khi ông lão chinh phục vậy thì một vấn đề đặt ra là sự khác nhau giữa trước và sau khi bị ông lão chinh phục thể hiện và gợi cho các em những suy nghĩ gì thì chúng ta chuyển sang phần b như ở trên cô đã nói con cá kiếm là ước mơ là khát vọng của người ngư phủ này chinh phục được con cá kiếm có nghĩa là ông lão đã biến ước mơ của cuộc đời trở thành hiện thực vì thế mà sự khác nhau của con cá kiếm trước và sau khi ông lão chiếm được nó chính là sự chuyển biến từ ước mơ sang hiện thực khi chưa bị chế ngự nó mang vẻ đẹp kỳ vĩ bí ẩn hùng tráng biểu hiện cho ước mơ lý tưởng của con người khi bị chế ngự thì nó trở nên cụ thể hiện thực và biểu tượng cho ước mơ khi đã trở thành hiện thực thực ra con cá kiếm cũng là ước mơ của con người nhìn từ xa nó trở nó mang vẻ đẹp bí ẩn kỳ vĩ lóng lánh nhưng khi tay ta chạm gần thì lại trở nên gần gũi giản dị đời thường cuộc đời của con người là những giấc mơ không bao giờ là đủ con người luôn vươn tới những chân trời xa luôn nuôi dưỡng hướng tới và theo đuổi những khát vọng trong cuộc đời. Ông lão Santiago trong đợi, trong tác phẩm của Hemingway cũng vậy. Khi mà đã chinh phục được con cá kiếm, nghĩa là đã biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Nhưng sau khi cái thành quả của mình, ước mơ của mình còn lại chỉ là một bộ khung xương khổng lồ và trắng hếu. Khi ấy, ông lão lại mơ về con sư tử, nghĩa là ông lại nuôi dưỡng những ước mơ bởi với lão cuộc đời là những chiến ra khơi dẫu có chỉ còn lại là một bộ khung xương và thân thể dã rời thể xác đau đớn chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba vì sao có thể coi con cá kiếm như một biểu tượng ờ, để trả lời được yêu cầu này thì cô có một gợi ý để các em định hướng suy nghĩ để các em suy nghĩ theo định hướng đó trong đoạn trích này với ông lão con cá kiếm có phải đơn thuần chỉ là một con mồi hay không suy nghĩ được điều đó thì các em sẽ trả lời được lý giải được vì sao con cá kiếm lại được coi là một biểu tượng trong tác phẩm con cá kiếm không đơn thuần là một con mồi mà còn là hiện thân cho cái đẹp cho cái cao thượng mà ông lão thực sự yêu quý khao khát và ngưỡng vọng bởi lẽ trong con cá kiếm nó có cả cái hùng dũng kiên cường không chịu khuất phục cho nên đấy là lý do đầu tiên con cá kiếm được coi là một biểu tượng mặt khác nó còn mang vẻ đẹp và sức mạnh và vẻ đẹp sức mạnh của nó là vẻ đẹp của thiên nhiên là sức mạnh của thiên nhiên và thứ ba con cá kiếm xứng đáng với thành quả lao động của ông lão Santiago. Vậy thì qua ba câu hỏi, cô giáo tổng kết một số nội dung cơ bản, một số nghệ thuật đặc sắc trong đoạn trích Ông già và biển cả. Thứ nhất, đoạn trích với lối kể chuyện độc đáo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kẻ và tà, giữa độc thoại và nội tâm, giữa độc thoại và đối thoại, hình ảnh biểu tượng ẩn dụ để từ đó nhà văn đã ca ngợi vẻ đẹp con người trong hành trình gian khổ biến ước mơ trở thành hiện thực. Đồng thời, nhà văn cũng trao gửi niềm tin vào chiến thắng của con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với tinh thần, con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại. Vậy thì để củng cố kiến thức cũng như vận dụng vào trong cuộc sống thực tiễn Đặc biệt là để tạo được một hành trang góp phần vào việc các em chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì cô giáo đặt ra một vấn đề về nghị luận xã hội như sau. Các em hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về ước mơ của con người trong cuộc sống. Cô giáo gợi ý như sau. Về hình thức thì đoạn văn đảm bảo dung lượng khoảng 200 chữ, có thể trình bày theo cách diễn dịch quy nạp, tổng phân hợp, đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt. Về nội dung, các em triển khai đúng vấn đề cần nghị luận, ước mơ của con người trong cuộc sống. Các em giải thích ước mơ là những dự định khao khát mà mỗi con người mong muốn đạt được trong tương lai. Các em tập trung vào làm rõ vai trò của ước mơ với ba gợi ý của cô giáo. Các em cũng phê phán những người sống buông xuôi, phó mặc, yếu đuối để từ đó đặt ra những bài học. Chúng ta nuôi dưỡng ước mơ chính đáng, học tập tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng để thực hiện ước mơ. Các em thân mến, trong thời gian một tiết học, cô hy vọng các em phần nào rút ra được những nội dung và ý nghĩa tích cực mà nhà văn Hemingway đã trao gửi ở trong tác phẩm. Cô cũng hy vọng các em sẽ biết biến kiến thức lý thuyết thành cây đời tươi xanh để tâm hồn các em thêm giàu có để bước chân của các em thêm vững vàng cô cũng chúc các em sẽ đạt được thành công trong tương lai chúc các em vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống cô cũng hy vọng cô trò mình cùng nhân dân cả nước sẽ đẩy lùi được đại dịch covid theo tinh thần con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô thân ái xin chào các em